Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Chân dung cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Băng Sơn đã có những dòng viết về Bắc Ninh rất sâu lắng như thế này. Bắc Ninh, vùng đất địa linh nhân kiệt, mảnh đất văn vật, quê hương của Kinh Dương Vương Lý Bát Đế, nơi hội tụ của kho tàng văn hóa dân gian với nhiều công trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc và những làn điệu dân ca quan họ trữ tình đằm thắm, nghệ thuật tạo hình, tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng với bạn bè trong và ngoài nước. Bắc Ninh nằm trong cả nước. Bắc Ninh đọng giữa muôn hồn. Bắc Ninh trở thành cái nôi quan họ, thành niềm say đắm dân gian cho thơ, cho nhạc, cho họa, cho tình, cho nghĩa. Và trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, khách mời của chúng tôi là ông Trần Anh Trang, nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, sẽ cùng chia sẻ với quý khán giả truyền hình tỉnh về cái tình của muôn người hướng về quê hương Bắc Ninh Kinh Bắc thông qua tập thơ mà ông mới tập hợp, biên soạn và phát hành có tựa đề Người ơi, người ở. Xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Trần Anh Trang đã tham gia chương trình. Vâng, trước hết xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Trần Anh Trang, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh đã tham gia chương trình. Xin ông có thể chia sẻ cùng khán giả của truyền hình Bắc Ninh được biết vì sao mà ông, trước hết là ông được đào tạo về là một nhà địa chất, nhưng nguyên do vì đâu mà ông lại đến với văn thơ và trở thành Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật? Sau khi mà học xong trung học thì có một thời gian ngắn thì tôi làm đi khai hoang ở công trường Cửu Long, nông trường Cửu Long, tỉnh Hòa Bình. Và sau đó thì đi mỏ than, làm công nhân ở mỏ than Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh. Nhưng thời gian này rất ngắn. Sau đó thì tôi được đi học trường nghiệp vụ địa chất, lúc đó sơ tán ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trong thời gian học ở trường nghiệp vụ địa chất thì tôi bắt đầu làm thơ. Và những bài thơ đầu tiên của tôi như bài Tỉnh Biển Cả này, bài Gặp Rừng này, Mẹ tôi đẻ trong hồng này thì được in ở báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam. Năm đó tôi vừa 20 tuổi. Nhưng phải nói rằng là ngay khi còn học ở trên ghế nhà trường, trường Hàn Thuyên, tôi đã làm thơ. Và lại say mê làm thơ. Và đặc biệt là trường Hàn Thuyên là một trường có truyền thống về văn học nghệ thuật. Nhà trường có nhiều hoạt động về văn học nghệ thuật, đặc biệt là có tờ báo tường Ly Tao rất lớn giới thiệu những tác phẩm của học sinh. Và từ mái trường Hàn Thuyên này thì nhiều nhà văn, nhà thơ đã trưởng thành, như là nhà văn Duy Khán, nhà văn Bùi Ngọc Tấn, nhà văn Đỗ Chu, nhà văn Lê Bầu, và truyền thống văn hiến của quê hương Bắc Ninh và truyền thống của nhà trường và cái cuộc sống tình nghĩa thủy chung của con người quê hương Bắc Ninh đã làm cho tôi gắn bó với sự nghiệp văn chương. Quay trở về với câu chuyện ngay từ đầu tôi đã đề cập, đó là tập thơ Người ơi người ở được ông sưu tầm, biên soạn và ấn hành trong năm nay. Dường như đây không phải bây giờ chính thức mới có cuốn sách này, đúng không thưa ông? Đến năm 1968 thì tôi được Tổng cục Địa chất cho chuyển về công tác tại Ti Văn hóa Thông tin tỉnh Hà Bắc. Thì tôi được giao nhiệm vụ là sáng tác và biên tập văn học nghệ thuật. Thì trong thời gian làm công tác biên tập này thì tôi nhận được rất nhiều bản thảo, tác phẩm của các tác giả trong và ngoài tỉnh gửi về viết về con người và quê hương quan họ. Năm 76 thì tôi đã được tham gia biên tập vào việc sưu tầm và tuyển chọn tập thơ Người ơi người ở do Ti Văn hóa Thông tin Hà Bắc xuất bản. Đến năm 1986 thì tôi lại được tham gia biên tập và tuyển chọn tập thơ Người với người quan họ. Tập thơ này cũng là những cái bài thơ tuyển chọn sưu tầm về quan họ do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Bắc và Ti Văn hóa Thông tin tỉnh Hà Bắc cùng xuất bản. Sáng tác về quê hương, con người và tiếng hát quan họ đã trở thành một đề tài được nhiều tác giả quan tâm. Tôi nhận được rất nhiều bài và những nhiều tập thơ của các tác giả trong và nhà nước, trong tỉnh và ngoài tỉnh đã gửi tới. Qua nhiều thời gian thì tôi đã tập hợp được hơn 200 bài thơ của 176 tác giả viết về quê hương, con người và tiếng hát quan họ. Và tôi đã tập hợp những cái bài thơ này
trong cái tập thơ Người ơi Cười ở được xuất bản trong năm nay. Và cuốn Người ơi Người ở lần này đã có những cái điểm ấn tượng nào ông muốn giới thiệu cùng độc giả? Cái tập thơ Người ơi Người ở lần này thì chúng tôi tin rằng là chưa có thể giới thiệu được hết, tập hợp được thật đầy đủ những bài thơ của các tác giả viết về quê hương và tiếng hát quan họ. Nhưng chúng tôi tin được rằng chúng tôi đã sưu tầm được nhiều những bài thơ hay của các tác giả trong và ngoài tỉnh viết về quan họ. Tập thơ về một đề tài, nhưng mà chúng tôi đã tập hợp được rất là nhiều tác giả thuộc nhiều thế hệ, nhiều lứa tuổi và đã tập hợp được trong cái tập thơ này. Nhiều nhà thơ đã nổi tiếng từ những giai đoạn trước như nhà thơ Tô Hữu, nhà thơ Hoàng Cầm, nhà thơ Nông Quốc Trấn, nhà thơ Huy Cận, nhà thơ Trinh Đường, nhà thơ Lê Đạt, nhà thơ Yến Lam, nhà thơ Anh Thơ, vân vân. Và đặc biệt là sự xuất hiện rầm rộ, đông đảo của các nhà thơ châu Mỹ như là nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, Lữ Huy Nguyên, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Nguyễn Duy, Đỗ Trung Lai, Độc Đức Bốn, Trử Văn Long, Văn Lê, Trương Nam Hương, Nguyễn Đức Mậu, Lê Thành Nghị, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Quang Huy, Đặng Nguyệt Anh, Lê Thị Mây, Đặng Huy Gia, Phạm Quang Đọc. Tức là cái lứa này thì rất nhiều. Và đặc biệt là có cái rất mừng là có rất nhiều tác giả là quê hương của vùng Kinh Bắc chúng ta, thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Và nhiều tác giả không phải người con quê hương Bắc Ninh, Bắc Giang, nhưng mà cũng đã gắn bó máu thịt có một thời gian rất là lâu xung công tác ở Bắc Ninh. Đấy, như là nhà thơ Hoàng Cầm, Bùi Thế Căn, Bùi Cẩn Công, Đỗ Cường, Nguyễn Văn Trương, Trương Thị Kim Dung, Đoàn Huy Cảnh, Đỗ Việt Dũng, Vương Tùng Cương, Giáp Đình Chiến, Đàn Dũng, Ngô Tại, Vũ Đình Ứng, Phúc Toàn, Nguyễn Đức Thìn, Vũ Từ Trang, Anh Vũ, Nguyễn An Thuấn, Đào Quang Thắng và rất nhiều những tác giả nữa. Các nhà thơ quen biết thuộc nhiều thế hệ, nhiều lứa tuổi và nhiều địa phương trong cả nước cũng có đóng góp, như nhà thơ Nguyễn Quang Huynh thì ở Lạng Sơn, nhà thơ Lê Quang Trang ở thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Thản ở Ninh Bình, Lê Hường, Trần Tâm ở Quảng Ninh, Hà Nhật ở Quảng Bình, Hữu Chỉnh, Tạ Văn Sĩ ở Tây Nguyên, Đồng Đức Bốn ở Hải Phòng, Trần Hội Nhân ở Cà Mau, vân vân. Tức là rất nhiều các tác giả trong nhiều địa phương trong cả nước đã có những sáng tác, những bài thơ và gửi về cho chúng tôi để in trong cái tập Người ơi Người ở. Có một câu thơ tôi rất thích trong tập thơ này, có nội dung như thế này ạ. Câu thơ như mảnh hồn người, chắt chiu mưa nắng một thời cho nhau. Những nhà thơ hẳn đã chắt chiu, lắng gạn để rồi chia sẻ và ngợi ca tỉnh Bắc Ninh yêu dấu của chúng ta. Tức là cái sinh hoạt dân ca quan họ là một cái sinh hoạt lành mạnh và độc đáo. Và đặc biệt là cái dân ca quan họ Bắc Ninh là được đánh giá cao, tức là có giá trị nghệ thuật rất là cao về âm nhạc này, cũng như là về dân tộc này, về đặc biệt là về văn học nghệ thuật, về văn học có giá trị rất cao. Sở dĩ nó có giá trị rất cao như thế là vì nó đã nói lên được cái tình cảm của con người, tình nghĩa thủy chung này, rồi có những niềm vui, nỗi buồn và kể cả những đau xót, mất mát đầy trở. Qua cái quan họ thì con người ta nó đi vào nhiều trạng thái tình cảm, và đặc biệt là nó có những cái câu về dân ta quan họ nó hay như thế, cho nên các nhà thơ rung động và sáng tác được những bài thơ về quan họ. Thì những câu thơ này là những câu thơ để đời, những câu thơ có cánh, những câu thơ mà như là một nhà thơ đã viết ý, chứ là chắt chiu mưa nắng một thời cho nhau. Đấy, chính cái đó là những cái bài thơ của các tác giả đã viết được về dân ca quan họ. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, ông có thể chia sẻ cùng khán giả truyền hình Bắc Ninh một bài thơ của một tác giả bất kỳ trong tập thơ Người ơi Người ở mà ông vừa sưu tầm, biên soạn và ấn hành. Trong tập thơ Người ơi Người ở, tôi đã sưu tầm và tuyển chọn được hơn 200 bài thơ viết về con người, quê hương và tiếng hát quan họ. Trong hơn 200 bài thơ này thì tôi xin chọn một nhà thơ mà tôi quen biết và giới thiệu với bạn đọc, với khán giả hôm nay,
là nhà thơ Nguyễn Xuân Hồng. Nhà thơ Nguyễn Xuân Hồng trong đời và trong các tác phẩm văn học nghệ thuật của nhà thơ, tôi rất thích cái chất nghệ sĩ của nhà thơ Nguyễn Xuân Hồng. Và đặc biệt là nhà thơ đã có nhiều đóng góp trong cái phong trào sáng tác văn học nghệ thuật của quê hương. Và ông đã để lại được nhiều cái ấn tượng sâu đậm, đẹp đẽ trong công chúng cũng như là trong bạn bè, anh em ở làm văn học nghệ thuật ở Bắc Ninh và Bắc Giang. Trong tập thơ Người ơi người ở, tôi đã chọn bài Tìm trong chiều Hội Lim của Nguyễn Xuân Hồng. Bài thơ này đã được in ở trong tập thơ Góp nhặt thời gian của nhà xuất bản Công an Nhân dân, mà cái lời đề tựa, lời giới thiệu là của nhà thơ Đặng Phương Hưng. Thật là cảm động, tôi rất là cảm động khi mà tôi tiếp cận với cái tập sách này, và rất là đáng kính khi mà nhà báo Trần Đức, phó tổng biên tập báo Bắc Ninh, báo Bắc Giang, đã cùng với anh em văn nghệ sĩ báo chí Bắc Giang đã sưu tầm và tổ chức 100 ngày rỗ của nhà thơ Nguyễn Hồng. Khi đó ông nói là đó là một cái việc làm tình nghĩa, vì người đã khuất thì làm được bao nhiêu cũng chưa đủ. Thì chúng ta thật là cảm động khi mà anh em bè bạn ở Bắc Giang cũng như ở Bắc Ninh đã giới thiệu, đã nhớ về Nguyễn Xuân Hồng và đã sưu tầm, đã được góp nhặt để in được tập thơ Góp nhặt thời gian với cái việc làm nghĩa cử rất là cảm động. Tôi xin đọc cái bài Tìm trong chiều Hội Lim của Nguyễn Xuân Hồng trong tập thơ Góp nhặt thời gian. Bài thơ được lời đề từ là: ngỡ giếng sâu anh nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn tiếc hoài sợi dây. Thì hai câu này là trích trong ca dao. Bâng khuâng gió lạnh chiều Hội Lim, em ở đâu để anh mãi tìm, em ở đâu giữa chiều Hội Lim. Anh tìm giữa dòng người như tìm trong giông bão, canh hội xưa hiện về kỳ ảo, nón ba tầm thấp thoáng Hội Lim, em ở đâu để anh mãi đi tìm. Tìm trong bao vành nón, đâu là nón ba tầm, tìm trong bao màu áo, đâu là áo tứ thân, tìm trong bao điệu hát, đâu điệu hát chúc sinh. Cây đu trao lệch trời, gió thổi bời tóc rối, chiều xuống đầy đầy núi, anh tìm em, anh mãi tìm em trong chiều Hội Lim. Thưa quý vị và các bạn, trong 15 phút của chương trình, chúng tôi đã cùng nhà thơ Trần Anh Trang, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, đã chuyện trò và nhân lên niềm tự hào, tình yêu về quê hương tha thiết từ tập thơ Người ơi, người ở. Đến bất cứ đâu trên mảnh đất Bắc Ninh, quê hương này cũng đầy ắp những di sản văn hóa tiêu biểu. Và ngày nay thì trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, những di sản văn hóa quý báu của quê hương Bắc Ninh đang được bảo tồn và phát huy, qua đó góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hiến Kinh Bắc. Và trước hết thì bằng những tác phẩm thơ, văn học nghệ thuật. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Trần Anh Trang đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.